chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình phát hình Hạnh Phúc Từ Đâu xin mời quý khán thính giả theo dõi cuộc đàm thoại với mục sư Trần Nhật Thăng, hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Baptist Phục Hưng For Church Virginia với cô Hoàng Yến và bạn Đặng Phú. Trước hết, xin mời cô Hoàng Yến. Kính chào mục sư, kính chào quý khán thính giả. Thưa mục sư, cách đây không lâu tôi có nghe trên đài phát thanh về câu hỏi Đức Chúa Trời có yêu Satan không? Câu trả lời trên đài đó cho tôi biết là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, cho nên suy diễn rằng Đức Chúa Trời cũng yêu Satan nữa. Trong khi đó, tôi biết vài hội thánh lại có lập trường khác là Đức Chúa Trời không yêu Satan, vì hai bên đều có đưa ra những lý luận mà tôi thấy ai cũng trúng cả. Thưa mục sư, xin giúp chúng tôi hiểu rõ tường tận về vấn đề này và xin cảm ơn. Kính chào quý khán thính giả, kính chào cô Hoàng Yến. Đây là một câu hỏi rất lạ và đặc biệt, là vì tôi chưa bao giờ được ai hỏi câu hỏi này, và đặc biệt là vì Kinh Thánh không có câu trả lời trực tiếp về câu hỏi này. Kinh Thánh không nói nhiều về sự tương giao giữa Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Ngài. Kinh Thánh nhấn mạnh hơn về sự tương giao giữa loài người và Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận khi gặp những câu hỏi thần học tương tự như vậy. Thưa mục sư, trong câu Kinh Thánh Giăng 3:16 có nói là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu. Hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Không đủ để nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương Satan hay sao? Tôi đồng ý với câu rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài yêu thế gian nên để con duy nhất của Ngài là Chúa Giê-xu giáng thế thi hành chương trình cứu chuộc cho loài người. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận, Satan không thuộc về thế gian, Satan cũng không thuộc về loài người. Vì vậy mà chúng ta không nên suy diễn quá rộng rãi về ý nghĩa của câu kinh văn này để kết luận rằng Đức Chúa Trời yêu Satan. Chào mục sư, như vậy theo mục sư, vì Satan không phải là con người, cũng không thuộc về thế gian nên Đức Chúa Trời không yêu Satan. Có phải như vậy không mục sư? Chào anh, thưa quý khán giả, vì Kinh Thánh không nói trực tiếp điều này, nên những gì tôi trình bày ở đây chỉ là cho sự suy luận thô thiển của tôi với những thiếu sót và những sự hiểu biết giới hạn của con người. Theo tôi thì Đức Chúa Trời yêu thích tất cả những gì do Ngài tạo ra. Satan cũng như loài người đều do Đức Chúa Trời tạo ra, nên tôi có thể quả quyết rằng từ ban đầu Đức Chúa Trời rất yêu Satan. Bằng chứng là Ngài đã để cho Satan sống trên thiên đàng với Ngài, và Ngài đã dùng Satan trong công việc điều hành thiên đàng. Kinh Thánh cho chúng ta biết Satan từng là thiên sứ trưởng, như trong sách Ê-sai đoạn 14 từ câu 11 đến câu 15. Thưa quý thính giả, qua các câu kinh văn trên, chúng ta biết Satan kiêu ngạo, tham lam và muốn được xem là ngang hàng với Đức Chúa Trời, nên chống đối nghịch lại Ngài. Vì vậy mà Satan bị đuổi ra khỏi thiên đàng, và từ đó Satan được xem là kẻ thù của thiên đàng. Chúa Giê-xu gọi Satan là kẻ thù khi Ngài phán với các môn đồ trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Dạ thưa mục sư, khi mục sư nói rằng Chúa Giê-xu ví Satan như kẻ thù, thì tôi xin phép được cắt ngang tại đây để nhắc một câu kinh văn. Đó là Luca đoạn 6 câu 35: Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn và đừng ngã lòng. Trong câu kinh văn này, Chúa Giê-xu dạy chúng ta yêu kẻ thù mình, và nhất là Chúa Giê-xu nhấn mạnh Đức Chúa Trời lấy nhân từ đối đãi kẻ phạt và kẻ dữ. Như vậy chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào, thưa mục sư? Dĩ nhiên tôi biết là Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44 rằng: Song ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Tuy vậy, Đức Chúa Trời không phải chỉ biết yêu mà Ngài cũng biết ghét. Ngài ghét những gì? Trong ngôn đoạn 6 từ câu 16 đến câu 19 có ghi rằng: Có 6 điều Đức Chúa Trời ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghét: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự canh đảnh trong dòng anh em. Satan có tất cả các điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc và ghét. Điểm thứ hai,
Satan không ăn năn. Từ ngày Satan bội nghịch kéo thêm 1/3 thiên sứ ác chống lại Đức Chúa Trời, cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại thế gian lần thứ hai, Satan luôn luôn phá rối và làm mọi điều gian ác xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời. Sách Khải Huyền chương 20 tiết lộ rằng khi Chúa Giêsu trở lại thế gian lần thứ hai, Ngài bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, tức là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến 1000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu nó không đi lừa dối các dân được nữa. Vì Khải Huyền 20 cho biết, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn, Satan không hề ăn năn trước lỗi lầm của mình. Cơ hội 1000 năm mà Satan tỉnh ngộ thật sự không có tác dụng gì. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục, đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển. Vậy thì Satan lãnh hậu quả trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng bị quăng xuống hồ lửa và diêm xanh, trong đó có con thú và tiên tri giả. Chúng nó sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chúng ta thấy tương lai của Satan đã được định và không có sự yêu thương Satan trong tương lai đó. Khi Chúa Giêsu dạy bảo chúng ta yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cho họ để họ đến với Chúa Giêsu, đến với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, để họ được cứu và được tha tội. Chúng ta không được dạy dỗ cầu nguyện cho Satan, vì Satan không còn cơ hội nào để được Đức Chúa Trời tha tội. Satan không cần đức tin nơi Chúa Giêsu, vì Satan đã từng thấy Đức Chúa Trời và đã từng sống trên thiên đàng với Chúa và đã từ chối thờ phượng Ngài. Vì vậy kẻ thù mà Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu và cầu nguyện không gồm có Satan. Thưa quý thính giả, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài đã từng yêu Satan và đã từng ban cho Satan những cơ hội để được sống thiên đàng trong vai trò thiên sứ trưởng. Tiếp thay, Satan bội nghịch chống lại Đức Chúa Trời và còn rủ thêm 1/3 thiên sứ xấu rồi chống lại Ngài. Satan có tất cả những thói hư tật xấu mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Vậy mà Đức Chúa Trời dù đã đuổi nó ra khỏi thiên đàng vẫn cho nó tung hoành đến ngày hôm nay. Sau khi Chúa Giêsu trở lại thế gian, Satan bị bắt, bị giam cầm 1000 năm. Nhưng Satan vẫn không ăn năn, và sau đó nó được thả ra và tiếp tục đi dụ dỗ dân bốn phương trên đất, để rồi cuối cùng bị bắt và sống trong sự khổ sở cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Ngài yêu thế gian, Ngài muốn cứu nhân loại đang lặng ngục trong tội lỗi. Ngài để Chúa Giêsu là con một của Ngài xuống thế gian để cứu chúng ta. Và chúng ta tiếp tục phạm tội với Chúa, vì bên cạnh chúng ta có Satan dỗ dành, rủ rê, cám dỗ, khơi dậy những ham muốn xấu xa trong con người mà bản chất đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời biết rằng con người không thể tự mình mà lánh xa tội lỗi, không thể nào tự mình làm sạch tội lỗi của mình và không thể nào tự mình cứu lấy mình được. Đức Chúa Trời biết khó khăn đó, nên Ngài đưa ra một kế hoạch cứu loài người thật giản dị. Tự nhận mình là người có tội, thành thật ăn năn, tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, để Chúa Giêsu giúp mình xóa các tội lỗi của quá khứ, giúp mình đừng tái phạm và giúp mình hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chớ bước theo Satan để làm những điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc để chịu hình phạt đời đời. Chớ kiêu ngạo mà cho rằng mình có thể tự cứu mình. Chớ lầm lẫn cho rằng tự mình có thể xóa sạch tội lỗi của mình. Hãy khôn ngoan mà đến với Chúa Giêsu và quỳ gối mà cầu xin với Ngài. Nếu quý vị nào chấp nhận điều này, xin tập lại với tôi lời cầu nguyện ngắn sau đây. Lạy Chúa, con biết con là người có tội, con ăn năn và xin Chúa tha tội cho con.
Con tin Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự để cứu con. Con xin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Xin Chúa nhận con làm con của Chúa. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn và chỉ dạy con suốt cuộc đời còn lại. Con cầu nguyện những điều này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau khi cầu nguyện như vậy, xin mời quý vị đến một hội thánh Tin Lành Baptist gần nơi cư ngụ để báo cho vị mục sư đó biết. Ông ấy sẽ hướng dẫn thêm cho quý vị. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, chúng tôi xin tạm chấm dứt và sẽ trở lại với quý vị trong kỳ phát hình sau. Tố Linh xin kính chào tạm biệt. Kính thưa quý thính giả cư ngụ trong vùng qua thành đống, Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng tại Fallsburg, Virginia có tổ chức một ngày picnic và thờ phượng ngoài trời tại công viên Lee Sylvania State Park, địa chỉ 22011 đường Daniel Ludwig Drive, Woodbridge, Virginia 22191, bên bờ sông Potomac Thanh Nhàn, vào ngày Chủ nhật 7 tháng 9 2014, từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ trưa, có điểm tâm và ăn trưa. Xin quý vị liên lạc với ông Trần Quang Thành, điện thoại số 703-232-6457, hoặc ông Nguyễn Viết Trung, điện thoại số 571-277-6351. Chúng tôi xin nhắc lại, ông Trần Quang Thành, điện thoại 703-232-6457, hoặc ông Nguyễn Viết Trung, điện thoại số 571-277-6351. Mục sư Trần Nhật Thăng trân trọng kính mời. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến.